Vâng, đến thưa quý vị và các bạn, gần đây nhất thì clip của Soobin Hoàng Sơn ôm ấp Hiền Hồ trong cái rạp chiếu phim được lan truyền chóng mặt trên các mặt báo cũng như là các trang mạng của xã hội. Thì sự thật của cái việc này, clip này nó như thế nào? Nay kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đi vào video này để chúng ta phân tích cái clip này. Cái tin đồn của Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ, A Quân của giọng hát Việt năm 2017 có tình cảm lộ lên cái thời gian gần đây. Tuy nhiên, người trong cuộc một mực phủ nhận, giải thích giữa họ chỉ là đồng nghiệp, anh em thân thiết mà thôi. Thì mới đây, một cái clip ghi lại cái cảnh thân mật của cả hai khiến fan càng khiến cái tin đồn tình cảm là có cơ sở. Soobin Hoàng Sơn, Hiền Hồ cùng nhau đi xem phim. Họ ngụy trang bằng cái việc là đeo khẩu trang kín nhưng vẫn bị một số cái người nhận ra. Và Hiền Hồ không ngại có những cái cử chỉ ôm giọng ca phía sau một cô gái đầy thật mật. Đáp lại, Soobin Hoàng Sơn cũng trao cho bạn gái cái tin đồn cái nhìn thật là âu yếm. Trước sự lan truyền của clip thì phía Soobin Hoàng Sơn không muốn bình luận, trả lời bình luận một cái vấn đề liên quan này. Và tin đồn Soobin Hoàng Sơn, Hiền Hồ quan hệ tình cảm rộ lên sau tiết mục dự thi của học trò Tóc Tiên trên sân khấu giọng hát Việt. Soobin tham gia hỗ trợ Hiền Hồ và cả hai có những cái cử chỉ tình tứ như một cặp đôi đang yêu nhau. Sau đó, hàng loạt cái bằng chứng được fan khui ra như đi du lịch cùng nhau, rồi diễn đồ đôi, vân vân, tố cáo cả hai là đang tìm hiểu nhau và có căn cứ. Soobin Hoàng Sơn hiện là ca sĩ trẻ nổi bật trong hip-hop. Sau cái giải bạc của Zemix Hòa Âm Ánh Sáng 2016, thì anh chàng vụt lên trở thành ca sĩ trẻ có lượng fan rất là lớn. Các cái bản hit của nam ca sĩ 9X này phải kể đến như là Phía Sau Một Cô Gái, La La La, Đi Để Trở Về, vân vân. Hiền Hồ gây chú ý khi tham gia chương trình giọng hát Việt năm 2017. Cô chọn về đội Tóc Tiên và trở thành chiến binh cuối cùng đi đến đêm chung kết và giành ngôi vị A Quân. Hiền Hồ sở hữu ngoại hình rất là xinh xắn như một B. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Hiền Hồ lột xác từ cô gái ngoan hiền sang sexy và rất là cá tính. Thì lần đầu song ca nhưng cả hai tỏ ra ăn ý và rất là tình tứ. Sau khi chương trình mà được kết thúc thì Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ trở thành cặp đôi mà được khán giả rất là yêu thích. Thậm chí huấn luyện viên Đông Nhi đó cũng đặt nghi vấn cặp đôi diễn giả nhưng mà tình cảm thật. Đông Nhi cũng có nói là có khi nào cặp đôi này thành thật không? Ý đồ hiện rõ trong việc giao lưu của cả hai. Nếu họ trở thành một cặp đôi ở ngoài đời thực thì tôi tin mọi người cũng sẽ ủng hộ. Đó là Đông Nhi chia sẻ trong chương trình. Và Soobin Hoàng Sơn thì sinh năm 1992. Anh được khán giả biết tới qua cái chương trình Remix như quý vị các bạn đã biết. Và đặc biệt là sau cái thành công của cái ca khúc là Phía Sau Một Cô Gái sắp tới thì nam ca sĩ sẽ đảm nhận cái vai trò giám khảo The Voice, The Voice Kids. Bên cạnh Tiên, Cúc Tài, Hương Tràm và Vũ Cát Tường. Hiện tại thì Soobin Hoàng Sơn từ chối trả lời về chuyện hẹn hò đàn em. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với các trang báo thì nam ca sĩ cũng khẳng định anh và giọng ca xuất thân từ The Voice chỉ là bạn bè. Thực ra mọi người cứ đồn đoán vậy thôi, chứ tôi và Hiền Hồ chỉ là anh em thân thiết. Trong công việc tôi thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ chị Tóc Tiên và Hiền Hồ cũng vậy. Do đó chúng tôi nhiều lần làm việc chung. Tuy nhiên tôi chỉ coi Hiền Hồ như là một người em, Soobin Hoàng Sơn khẳng định như thế. Thì sự thật của cái này nó đi đến đâu thì chỉ có thời gian sẽ trả lời được chúng ta mà thôi. Không biết là quý vị các bạn cũng có cái góc nhìn như thế nào. Nhưng như tôi cũng ủng hộ Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ đến với nhau nếu đó là điều trở thành hiện thực. Còn phía quý vị và các bạn thì sao? Thì chúng ta hãy để ý kiến bình luận ở dưới video này. Nếu quý vị và các bạn không muốn bỏ lỡ những video mới hàng ngày của kênh của chúng tôi thì kính
mời quý vị và các bạn chịu khó ấn nút đăng ký ở dưới video để theo dõi những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.